Xin chào quý khán giả, quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kết nối Việt Trung của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình do đài truyền hình kỹ thuật số VTC và đài phát thanh truyền hình Trung ương Trung Quốc hợp tác sản xuất, được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình VTC10. Tôi là Mận Linh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin thứ 7 ngày 21 tháng 9 năm 2024. Thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong 8 tháng năm 2024, Việt Nam chi 843 triệu đô la Mỹ để nhập khẩu gạo các loại tăng mạnh hơn 43% so với cùng kỳ năm 2023. Với tốc độ nhập khẩu gạo như hiện nay của các doanh nghiệp, năm 2024 kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này dự báo vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Lượng gạo nhập khẩu với nước ta chủ yếu ở phân khúc thấp như gạo 25% tấm và gạo 100% tấm. Các loại gạo này được nhập về để phục vụ cho sản xuất chế biến ra các sản phẩm từ gạo như làm bún, bánh, thức ăn chăn nuôi, sản xuất bia rượu. Ở chiều xuất khẩu, 8 tháng năm 2024, cả nước xuất bán thành công 6,15 triệu tấn gạo, tăng 5,8% về lượng và tăng mạnh 21,7% về giá trị so với cùng kỳ. Xuất siêu ngành gạo đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Thăm hội thương mại của Việt Nam với thị trường Trung Quốc trong 8 tháng năm 2024 đã lên đến hơn 54 tỷ đô la Mỹ, vượt gần 5 tỷ đô la Mỹ so với mức nhập siêu từ thị trường này trong cả năm ngoái. Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cộng Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc 8 tháng của năm nay đạt hơn 130 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt khoảng 38 tỷ đô la Mỹ, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam có 10 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch 1 tỷ đô la Mỹ trở lên Chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 92 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Triển lãm quốc tế thiết bị công nghệ Intel, sản phẩm và ngành phụ liệu diệt may sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 11 năm 2024 tại Trung tâm Hội trợ Triển lãm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất về công nghệ thiết bị Intel, sản phẩm và nguyên phụ liệu dệt may. Triển lãm quy tụ hơn 150 doanh nghiệp đơn vị trong nước và quốc tế tham gia, giới thiệu các sản phẩm công nghệ tiên tiến trong ngành công nghiệp Intel, gia công trang phục, sản xuất vải, sản phẩm và nguyên phụ liệu ngành dệt may. Sự kiện sẽ tạo động lực giúp doanh nghiệp tạo cơ hội để các tổ chức doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, liên doanh liên kết đổi mới chuyển giao công nghệ nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp dệt may hiện nay. Hiệu nghị quan nằm ở biên giới Trung Quốc Việt Nam là một trong những cảng đất liền lớn nhất ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây phía Nam Trung Quốc. Đây cũng là một trong những tuyến đường bộ thuận tiện nhất giữa Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời là cảng nhập khẩu trái cây quan trọng Gần đây, hữu nghị quan đã cải thiện thủ tục kiểm tra và thông quan hải quan để phục vụ tốt hơn cho thương mại giữa hai nước. Một ngày tháng 8, tại khu vực kiểm tra hải quan của hữu nghị quan, tất cả 76 chỗ đậu xe kiểm tra đã kín chỗ và các nhân viên hải quan tiến hành kiểm dịch các xe tải chở trái cây Việt Nam. Hiện nay, việc kiểm tra thông quan mỗi xe chỉ mất chưa đầy nửa giờ. Hệ thống của chúng tôi có thể tự động xác định chỗ trống bãi đậu xe và thông báo cho các phương tiện vào địa điểm và xếp hàng. Do đó, nó rút ngắn thời gian chờ đợi tới 20% và có thể tiến hành kiểm tra ngay lập tức trái cây nhập khẩu khi đến nơi. Trái cây nhập khẩu có thể được bốc xếp và vận chuyển đến thị trường nội địa Trung Quốc ngay trong ngày cập cảng. Theo thống kê của Hải quan Hữu Nghị Quan, trong 7 tháng đầu năm nay, 465.000 tấn trái cây trị giá hơn 11 tỷ nhân dân tệ, tương đương 38.000 tỷ đồng đã được nhập khẩu qua cảng, chiếm hơn 80% lượng trái cây nhập khẩu qua tất cả các cảng ở Quảng Tây. Ngoài mặt hàng truyền thống như trái cây, các sản phẩm như pin, phụ kiện điện thoại cũng thường xuyên được lưu thông giữa Trung Quốc và Việt Nam. Nhờ dịch vụ thông quan hiệu quả và thuận tiện, phần lớn các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sản phẩm điện tử đều ghi nhận sự tăng trưởng quy mô kinh doanh. Công ty chúng tôi chủ yếu vận chuyển các sản phẩm điện tử. Hàng hóa của chúng tôi có thể được thông quan hữu nghị quan và giao đến nhà máy trong vòng một ngày, Điều này đảm bảo kịp thời cho việc sản xuất của các nhà máy ở nước ngoài. Từ đầu năm đến nay, công ty chúng tôi đã xuất khẩu gần 5.000 container sản phẩm điện tử, với tổng giá trị hàng hóa đạt gần 7 tỷ nhân dân tệ, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê của Hải quan thành phố Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, 7 tháng đầu năm, gần 3 triệu tấn hàng hóa đã được xử lý qua hữu nghị quan. Trong số đó, thương mại với Việt Nam đạt hơn 212 tỷ nhân dân tệ, tương đương 734.000 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kết nối Việt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại! Thank you